Sao giờ này mà cái thằng bán bánh mì nó chưa tới nữa? Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ 5.000. Dạ. Lùi lại. Cô muốn mì hả cô? Lùi lại. Bán hai ổ. Dạ, bán hai ổ. Trời ơi. Hai ổ phải không cô? Vô chứ sao. Bánh mì của con là bao dung ra. Ê, cái ổ đó không? Cái ổ đó cô không chịu đâu. Thôi nè. Ổ đó giống bánh mì đó không thích. Thôi vậy cô qua cô lựa đi cô. Được không? Dạ được. Rồi. Cô qua cô lựa đi nè. Tránh ra. Đứng gần tôi. Qua đây. Dạ chú gọi con. Ui. Biết sao không? Biết sao mà bà làm khó dễ mày không? Dạ sao? Tại vì mày hôm nay nè, mày giao bánh mì tới trễ. À. Mà tao biết tại sao mày giao trễ luôn. Là bởi vì mày không có đồng hồ. Trời ơi. À. Mày không có đồng hồ. Thành thử ra mày không có biết coi giờ giấc. Hiểu không? Dạ con hiểu rồi. Ủa nhưng mà sao tay chú đeo nhiều đồng hồ quá vậy? Dạ trời. Giống như chú này con. Chú làm ăn với người nước ngoài không à. À. Bởi vậy mỗi người là một nước ha. Đó chú phải có cái giờ giấc riêng. Đó nè, đây nè, như là Seoul nè. À, Seoul. Đây là New York nè. À. Còn đây nè, cái hình này nè. Nè nè. À. Cái đồng hồ này nè. Là pa 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 na 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 là ở Hawaii. À. Chú không có gì đặc sắc ngoài chuyện này đâu con. À. À vậy con hiểu rồi. À, Seoul này là có phải là cái cô mà hôm bữa mà chú dắt tới mua bánh mì con không? Trời, cái cô nói nghe, cái cô đó cổ trắng mà da cổ dễ thương quá trời luôn chú. À dạ. Sao cô? Ủa chú kìa, hình chú kìa. Con mới nói cái gì vậy? À, cô nào ở Seoul, ổng dắt về hả? À đó. Lúc cô đi công tác, ổng dắt con nào về nhà này hả? Không. Trời ơi, ông quá rồi ha. Ông mới nói cái gì? Có, ông dắt con nhỏ nào Seoul phải không? Ủa chú kìa, ô ba. Ô ba, 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 ô ba. Cô ơi, cô, còn bánh mì nè cô, bánh mì nè cô. Cô chưa lấy bánh mì nè. Cô. Bánh mì nè cô. Rồi hết hồn, con tưởng cô không ra nữa. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ. Ủa, cô chưa đưa tiền cô. Cái gì? Tiền cô. Tiền gì? 5.000 ổ, 2 ổ 10.000. Con bé này. Chú kìa, mặt con hài lắm luôn á. Đi đóng phim đi nha, đóng hề đi. Đừng có bán bánh mì nữa, đưa tiền rồi. Con đâu có thấy tờ tiền nào đâu. Chú kìa, hồi nãy nó sao quá mình ơi. Vô ăn đi, để tôi giải quyết. Đúng rồi, em tụt canxi mà. Chú coi giùm con ơi, cô chưa có đưa tiền con mà tự nhiên cô lấy. Chú hiểu, con đừng có nói nữa. Dạ. Chú hiểu, chú tin con không có lấy tiền của cô. Dạ đúng rồi. Rút kinh nghiệm, lần sau đừng để bị lừa nữa nha con. Con đi đi. Bye bye con. Đi. Dạ. đi. Hiểu luôn rồi, hai vợ chồng thì sao quá. Nè nè, vô chuẩn bị tới giờ xổ số rồi kìa. Đúng rồi. Ủa xổ số hả cô chú? Đúng. Vậy cô chú ơi cho con. Im lặng. Đừng có nói lên một cái tiếng nào nữa. Cho con dò với số với. Vậy? Đã nói im lặng. Bán bánh mì mà đặt chơi số. Ừ. Xổ số kiến thiết. Giải độc đắc giá trị 2 tỷ đồng. Các số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trúng không? Thấy chưa tôi nói mà. Đổ tiền vô giá số chơi rồi thua 10.000 đồng bạc của tôi. Tôi không thể nào tin được. Trời ơi, tôi không thể nào tin được. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Ê, trời ơi. Nó cãi. Trời ơi. Đi qua đây. Mệt dễ sợ, kể nó đi. Lo chuyện bao đồng không à. Cổ phiếu của công ty thực phẩm Ba Con Heo đã tụt dốc không phanh sau vụ điều tra thực phẩm bẩn ngày hôm qua. Dự tính không bao lâu nữa công ty sẽ phải tuyên bố phá sản. Trời, thấy chưa? Chết chưa? Bữa trước mà ông đổ tiền hết vô cái công ty là chết vợ chồng mình rồi, thấy chưa? Ngu chưa? Thấy ngu chưa? Không cho ăn bánh mì nữa. Vợ ơi. Vậy? Anh vừa mới cầm ngôi nhà. Cầm nhà chứ, tự nhiên vợ chồng có nhà ở cầm nhà. Mua hết cổ phiếu của công ty đó. Cái gì? Ông mua cổ phiếu? Anh sai rồi. Cho anh một tờ ha. Rồi. Cảm ơn em lấy tiền đây. Ủa rồi sáng giờ có ăn uống gì chưa? Chưa ăn gì hả? Trời ơi. Ai...
đường về cành thâu. Đêm khuya ngõ sâu như không. Đi chậm chậm, tôi không có thấy đường. Ông khùng má, ông chỉ bị quẩn trí thôi, ông có bị mù, cứ nghĩ mình bị mù hoài. Có, tôi bị mù. Nghe trên ven cuối bao mai đầu, hắc hiu vài anh điền câu. Mình ơi, tới nhà mình rồi nè mình. Cái rào này không có đổi mình ơi, cái rào này của nhà mình nè. Đúng rồi. Trời ơi, cái bàn, cái món nó ăn cũng không đổi nè mình ơi, nó ăn trứng ốp la như mình luôn mình ơi. Chỉ có đổi chủ thôi. Trời ơi, mình ơi, nhà mình nè mình ơi. Ai đó? Để tôi. Cái gì vậy, mình làm gì vậy? Con mình? Ơi. Ủa? Con ơi. Cô chú. Con ơi, con. Cô chú khỏe không? Trời ơi, lâu quá con mới gặp. Ủa, bây giờ con làm chủ nhà này luôn hả? Dạ đúng rồi, từ hồi mà con trúng cái tờ giấy số xong con mua lại căn nhà này. Con đừng nói như chuyện vui, đó là bi đát của cuộc đời cô chú, bước ngoặt luôn. Từ khi mất cái nhà là chú bị quẩn trí, rồi bây giờ ổng sao á. Mất cái nhà là ổng còn bình tĩnh lắm. Tự nhiên cái lúc tao lột ba cái đồng hồ đi bán ra ổng thành vậy luôn nè. Con không ngờ chú lại bị ra nông nỗi này. Thôi mình ơi, thiệt luôn, con nhà của người khổ ta quá. Đi mình ơi, cô đi nha. Ai à, thôi cô chú. Thầy biết lắm mà, thế nào con cũng mời cô chú vô nhà đúng không? Vô mình ơi. Trời ơi mình ơi, ăn đi mình, tôi nhường cho mình ăn nè. Tội nghiệp chú lắm con ơi, bây giờ đói lắm. Rồi cô chú bây giờ làm cái gì? Cô chú bây giờ hùng hạp bán kem trộn. Trời đất ơi, trời đất ơi, sao cô chú già rồi không tìm một cái gì đó khác bán mà đi bán kem trộn vậy? À con đừng có hiểu lầm, thật ra kem trộn ở đây á là cô chú bán cái kem mà kem sầu riêng đúng kem không? Kem sầu riêng á, trộn với lại cái kem mãng cầu. Mãng cầu. Nếu như mà không có chỗ nào mà biết chỗ nào bán á thì thôi về nhà của con đi, con cho mượn ở ngoài nè. Con cho cô chú mượn mặt bằng bán luôn hả? Dạ được. Trời ơi, vậy mà hồi xưa mình đối xử tệ với nó quá mình ơi. Hàng tháng cô trả con 6 triệu thôi. Ơi, tiền đâu muốn về. Đặt cọc trước 3 tháng. Cô con giỡn đó. Không có đâu. Có bao nhiêu thì đưa con bấy nhiêu hàng tháng. Thiệt hả con? Vậy thôi. Cảm ơn con nha, thôi bây giờ cô chú đi cho con, quả là một người tốt bụng luôn á thiệt á. Dạ. Nhưng mà chú đói bụng quá, con nhà con còn gì ăn không cho cô đây, chú? Đây con. Đây nè. Cái gì? Bánh mì. À. Con ơi, sao nhà gia đình bề thế vậy mà để cái thùng bán bánh mì trước cửa kìa vậy con? Không có, cô quên rồi hả, ngày xưa con bán bánh mì. Thì bây giờ con có được cái cơ ngơi như vậy rồi. Rồi vẫn tiếp tục bán bánh mì? Không phải, con để bánh mì ở đây để con làm từ thiện. Là sao con? Thì giống như là ai không có tiền để ăn á thì tới đây con cho bánh mì từ thiện ăn. Thôi cảm ơn con nha, đi mình ơi, đi về mình ơi. Bye bye con. Con tốt bụng. À, bye bye chú. Đi mình ơi. Ủa thấy đường rồi hả? Mù rồi. Trời ơi trời, đi mình ơi. Giữa những bộn bề cuộc sống phức tạp, có những điều nhỏ nhặt nhưng cũng khiến người ta ấm lòng. Cũng như giữa những cung đường tấp nập, bỗng xuất hiện một chiếc thùng chứa đầy bánh mì. Để những người cần thì đến lấy. Kẻ đủ đầy cũng có thể góp thêm phần vào. Một ổ bánh mì có lẽ giá trị chẳng đáng là bao. Thế nhưng với nhiều người, đó là cả một bữa ăn, là món tiền mà có thể tiết kiệm để dành cho những chi tiêu cần thiết khác. Ổ bánh mì ấy đâu chỉ no bụng mà còn ấm lòng. Đâu chỉ là của ăn, mà còn là của nuôi tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho những khó khăn trong cuộc sống vất vả của ai đó. Rằng dù khổ cực thì bên cạnh họ vẫn còn những tấm lòng tốt luôn ròng tay giúp đỡ. Cũng như ngọn nến trong đêm tối, càng lan rộng thì hơi ấm càng đông đầy. Việc làm ý nghĩa này cũng càng được nhân rộng hơn nữa. Tới chưa mình? Tới nhà chưa mình? Tới. Cái gì vậy? Tới nhà mình rồi kìa. Ủa cô chú? Cô chú tới thăm con hả? À. Để con mở cửa. Ôi. À, ủa cô chú khỏe không? Dạo này làm ăn sao? Từ cái hôm mà, nhớ cái hôm mà cô từ đây về không? Là cô chở ra cái xe kem của cô, nắng của nó tan hết trơn. Cái cô bị lỗ vốn. Thế xong bây giờ cô chú quyết định là chuyển qua bán chả lụa. Con có cái chỗ lò bánh mì nè. Con qua để con giúp cô hả? Con giúp cô. Trời, vậy con cho cô xin hai ổ đi, về ăn trưa. Rồi, hai ổ thôi nha. Trời ơi, đừng qua. Ấy, cho cô gửi biếu đòn chả lụa nha. Dạ, con cảm ơn cô. Ăn được giới thiệu cho cô nha. Dạ. Ừ, rồi. Bye bye con nha. Dạ. Về nha, về. Bye con nha. Dạ, con chào cô chú.
Để xem. Bao nhiêu năm ăn bánh mì, cuối cùng cũng có nhân. Sao toàn lá con nghĩ của kiến nhân đâu. Trời ơi trời, làm ăn lương thiện kiểu gì kỳ. Ủa rồi sao mà ăn đủ cô chú. Bye bye con. Đi đi. Đi đi. Đi.